chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Tap Tap Send, ứng dụng gửi tiền an toàn về Việt Nam, nhập mã VF Today, nhận ngay $30. Raluma, Summer Sale 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 kem trị nám, mua ngay với giá đặc biệt không ngờ, xài Raluma để được trẻ mãi không già. Gia Hưng Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face Today trong ngày hôm nay thứ năm 25 tháng 8 2022. Thay lời Diệp và anh Dũng cũng vẫn xin cầu chúc quý khán giả một ngày với thật nhiều sức khỏe thưa quý vị, và chúng ta sẽ có một ngày bình an. Xin kính chào Tyler. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Hôm qua nghỉ thì bữa nay đã khỏe hơn không, hay là hôm nay sao thấy mặt vẫn buồn lắm? Hơi buồn là đuối. Đuối. Hôm qua thì thưa quý vị, tôi phải đi xuống với lại Pechanga Casino sớm, rất là sớm, 6 giờ sáng dậy thức là lái xe xuống dưới đó rồi, vì có một cái hội nghị với các nhân viên mà chuyên về các ngành bảo hiểm y tế đó. Xuống dưới đó để mà tiếp xúc với họ, làm quen. Toàn quốc hay là tiểu bang thôi? Của miền Nam Cali thôi. Ok. Nên phải xuống dưới đó để mà giới thiệu cái sản phẩm mới của Steve trong trong mùa đông của năm nay. Nên là phải để cho anh Dũng làm một mình với Chung Tư Lưu. Cho nên là cái thì cũng là hai mình, nó không sao. Thì cũng ok. Nhưng mà đều bận rộn quá, là bây giờ cái dư âm cuộc họp nó vẫn làm cho bạn như là cảm thấy chưa có hồi phục lại sức khỏe. Hay sao? Mà vẫn còn cảm thấy đuối. Cái công việc đó là buổi sáng thôi, rồi tối đó tôi phải đưa một số khách để mình đi xã giao cho tới khoảng chừng 10 giờ mấy mới về tới nhà. Lần sau vào buổi tối đi khuya thì đã nói rồi, đó là đưa anh Dũng đi cho ông đỡ cho tôi, rồi em đi về em ngủ sớm đi để sáng thức sớm đi làm việc cho nó đỡ đuối. Cái phần mà xã giao đó, đi nhà hàng ăn nhậu đó, tôi làm được tốt. Mỗi lần mà uống buổi tối uống một chai kem mới nhớ tới anh Dũng biết sao luôn. Và thưa quý vị, để bước vô với, và đó lý tại sao mà quý vị thấy lúc này Tyler hơi mệt như vậy, tại vì không phải là chỉ có một job đâu, mà nó tới 3-4 job làm cùng một lúc, cho nên là nó mới đuối. Nhưng mà anh Dũng cứ nói giống như trái chuối gì đó. Thưa quý vị, bản tin trong ngày hôm nay là tin tức liên quan đến việc Bộ Tư pháp trong ngày hôm qua đã công bố ra một bản ghi nhớ, một cái memo dài khoảng 9 trang, không có xóa đen, coi như là chữ viết như sao thì hầu hết Bộ Tư pháp để như vậy. Đây là một bản ghi nhớ mà đã được phê chuẩn dưới thời của Bộ trưởng Tư pháp William Barr, từng làm cho Tổng thống Donald Trump. Nếu quý vị còn nhớ, khi mà ông Barr lên nắm quyền thì ông đã đưa ra một quyết định rằng là sẽ không có truy tố đương kim Tổng thống Donald Trump thời đó về những tội liên quan đến cản trở các nhân viên công lực thi hành công vụ, tiếng Anh nó gọi là obstruction of justice. Thì cái bản ghi nhớ này trước đây nó là một cái bản bí mật, không ai có thể xem được, nhưng vì lý do nào đó thì bản ghi nhớ này đã được đưa ra, và dựa theo 9 trang giấy này, Bộ trưởng William Barr đã không có nghe theo cái lời mà gọi là giới thiệu của công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong cái việc mà ông điều tra là liệu ông Trump có thông đồng với Nga hay không, cũng như là có những cái hành vi gì mà gọi là cản trở công lý được thực hành hay không. Nhưng bản ghi nhớ này đã được đưa ra vào ngày hôm qua dựa theo một cái luật mà gọi là Freedom of Information Act. Bản tin liên quan đến Ukraine, thưa quý vị, quân đội Nga đã giết chết 3 công nhân của nhà máy điện hạt nhân và bắt giữ thêm 26 người khác ở tại cơ sở điện hạt nhân của Ukraine, đó là Zaporizhia, kể từ hồi tháng 3 vừa qua. Ủy viên Quốc hội Ukraine về nhân quyền, ông Dmytro Lubinets, đã cho biết vào ngày hôm qua thứ Tư. Theo ông Lubinets, thì 3 công nhân nhà máy điện hạt nhân đã thiệt mạng do bị đánh hoặc là bị trúng miễn đạn pháo kích, trong khi những người bị bắt giữ bị cáo buộc là truyền thông tin về sự di chuyển và vị trí của các thiết bị quân sự của Nga trong khu vực. Đây là nhà máy điện hạt nhân Ukraine, nơi mà các kỹ sư hạt nhân Ukraine làm việc. Những người được tự do giao tiếp với bất kỳ ai có thể để bảo đảm tính toàn vẹn của nhà máy điện hạt nhân.
Ông Lubinets đã nói như trên và nói thêm rằng hàng chục người đã bị lực lượng quân sự của Nga bắt cóc từ nhà máy hạt nhân và số phận của họ vẫn chưa được biết. Ông Lubinets cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cần xúc tiến việc thành lập khu phi quân sự chung quanh nhà máy điện hạt nhân này và cần bổ sung một số các biện pháp bảo vệ cho nhân viên của mình để có thể bảo đảm việc duy trì nhà máy. Trong những ngày vừa qua đó thì tình hình ở tại nhà máy Zaporizhia này là căng thẳng, là vì người ta vẫn lo sợ là có một cái sự rò rỉ nào đó hoặc là những cái tai nạn liên quan đến các cái vụ pháo kích có thể làm hư hỏng một vài cái máy phát điện hạt nhân hoặc là một vài máy ly tâm ở đây, thì điều này sẽ gây rất là một cái tai nạn không thể nào lường được. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Biden trong ngày hôm qua đã đi thêm một bước nữa để mà cố gắng duy trì chương trình DACA được đưa ra dưới thời của Tổng thống Obama. Nếu quý vị còn nhớ, đây là một chương trình cho phép những người di dân bất hợp pháp không có giấy tờ mà đã được đưa đến nước Mỹ trong lúc mà họ là những đứa trẻ vị thành niên, được quyền ở lại Mỹ để mà làm việc cũng như là sinh sống nếu mà họ đã đi học đầy đủ và không có những cái tiền án. Trong những năm gần đây thì chương trình DACA có lúc bị nguy cơ bị gỡ bỏ dưới thời của ông Trump. Nó cũng đã bảo vệ được khoảng 800.000 người di dân bất hợp pháp trong cái diện này. Một số người còn cho rằng đây là cái diện mà gọi là dreamer, những người có cái mơ mộng rằng là sẽ được ở đây không cần bị trục xuất. Thì trong tuần vừa qua, Bộ Nội an Hoa Kỳ đã điều chỉnh và cập nhật lại chương trình này dưới thời của Obama, bổ sung một số các điều khoản khác, điều chỉnh nó lại và cập nhật nó để mà tiếp tục duy trì cái chương trình DACA cho những thế hệ sắp tới. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến một cái vụ xử án trong ngày hôm qua, đây là một vụ xử án nổi tiếng mà người ta đã chú ý theo dõi vì nó liên quan đến người vợ của cố lực sĩ Kobe Bryant ở trong cái vụ mà lực sĩ này đã rơi máy bay trực thăng và tử nạn cùng với con gái của mình trên chuyến máy bay đó. Thì những cái hình ảnh đầu tiên trong cái vụ tai nạn này sau đó đã được báo chí đăng lên một cách rầm rộ. Và qua đó thì gia đình của nạn nhân là người vợ, là cô Vanessa Bryant, là người mặc áo trắng đang trên màn hình, quý vị đang thấy. Đồng thời là Christopher Chester, là người cũng có vợ của mình đi cùng trên chuyến máy bay đó và cũng đã tử nạn cùng với Kobe Bryant trong ngày hôm đó, cũng đã đâm đơn kiện những tòa báo cũng như là những người đã chụp những bức ảnh đó, và họ cho rằng chính những bức ảnh đó đã gây thêm nhiều đau khổ cho gia đình vì đó là những vấn đề riêng tư khi họ nhìn thấy chiếc xác máy bay và cháy tan nát ở nơi khu vực xảy ra tai nạn. Vụ kiện đã diễn ra từ cái hồi mà năm 2020 và cho đến ngày hôm qua thì đã được các công tố viên được tuyên án. Và bản án đã chấp thuận sẽ bồi thường thiệt hại 16 triệu Mỹ Kim cho Vanessa Bryant là vợ của Kobe Bryant, và ông Chris Chester sẽ được 15 triệu Mỹ Kim. Ngay sau khi mà quan tòa đã đọc cái lời tuyên án này thì bà Vanessa Bryant đã ôm con gái và khóc nấc. Và sau đó thì khi bà rời tòa thì không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của phóng viên báo chí. Và sau đó thì cần thấy trên cái trang Twitter, trên trang Instagram của bà, thì bà đã đề một cái dòng chữ: tất cả là vì anh, em yêu anh. Công lý dành cho Kobe và Gigi. Gigi là con gái của hai người cũng thiệt mạng ở trong cái chuyến máy bay đó. Trong khi đó thì luật sư Louis Lee của Vanessa đã cho biết trong một tuyên bố, vụ án này là một cái vụ án liên quan đến vấn đề giải trình của tòa báo cũng như là những người đã chụp những bức hình đó và đưa lên các trang mạng cũng như là đưa lên báo chí. Và bây giờ thì bồi thẩm đoàn đã lên tiếng một cách mạnh mẽ. Trong khi đó thì luật sư của quận Mira Hasman, người lãnh đạo luật sư bên ngoài cho quận Los Angeles đó, thì cũng đã đưa ra cái ý kiến phản biện của mình. Ông nói rằng: chúng tôi không đồng ý với kết luận của bồi thẩm đoàn về trách nhiệm của quận liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi tin rằng cái tiền bồi thường cho thấy là các bồi thẩm viên không tin rằng các bằng chứng đã hỗ trợ cho yêu cầu của nguyên đơn trong cái vụ kiện đến 75 triệu Mỹ Kim này. Tuy nhiên cuối cùng thì người ta cũng vẫn thấy rằng hiện nay thì Vanessa Bryant và ông Chris Chester đã có được một cái số tiền, một người là 16 triệu Mỹ Kim, một người là 15 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, đài truyền hình CNN cho rằng là thống đốc tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis, gần đây đã có một cái lời hăm dọa nhắm đến tiến sĩ Anthony Fauci
người mà sắp sửa rời nhiệm sở để mà về hưu trong những chức vụ như là giám đốc của Viện Dịch tễ Quốc gia và cố vấn y tế chính thức của Tòa Bạch Ốc. Trong một cái sự kiện gần đây tại một cái buổi mà gọi là vận động tranh cử, thì thống đốc Ron DeSantis nói rằng: "Tôi rất mệt khi mà phải thấy mặt của ông này. Tôi biết rằng là ông này sắp sửa về hưu. Người nào đó làm ơn nắm cổ của cái tên này và vứt hắn coi như là ra ngoài sông Potomac." Thì đó là cái lời gọi là phát biểu trong một buổi vận động tranh cử của thống đốc DeSantis. Ông DeSantis hiện nay đang tranh cử để tái ứng cử chức vụ thống đốc của tiểu bang Florida. Nhiều người cho rằng là ông sẽ thắng cử một cách dễ dàng, và nếu mà thắng cử xong thì ông là một trong những ứng cử viên hàng đầu ra tranh cử tổng thống bên đảng Cộng hòa nếu mà ông Trump không ra ứng cử. Và kể từ mùa đại dịch cho đến bây giờ thì Ron DeSantis vẫn thường xuyên chỉ trích hay là phê bình Anthony Fauci, và nói rằng là những chính sách mà gọi là phong tỏa, đeo khẩu trang cũng như là hạn chế đi lại là những chính sách đi ngược lại với quyền tự do của đất nước này. Chắc quý vị cũng còn biết, trong tuần này ông Anthony Fauci tuyên bố rằng là ông sẽ về hưu từ đây cho đến cuối năm. Nguyên văn trong cái lời tuyên bố của ông Ron DeSantis đã ông gọi ông Fauci là Little Elf, là một tên hùng, là một tên hề lùng, đúng không? Little Elf. Không, Elf cũng không phải là hề lùng nữa. Elf là giống như là một cái loại người huyền thoại rất là nhỏ, có cái tai rất là dài, chuyên môn làm việc ở trong những cái giống như cái hầm mỏ gì đó. Thì cái đó là tôi dịch ra tiếng Việt là không có dịch rồi, cho nên là tôi gọi là ai nắm cổ tên này quan tên này đó. Nhưng mà điều cái cách mà tôi muốn nói nó đây là cái cách mà để đặt cái biệt danh cho người khác một cách trịch thượng và nó sất sược đó. Tôi muốn nói tới cái điều này, thấy mấy cái phong cách nó có vẻ thấy quen thuộc lắm. Nhưng mà tại vì hay đặt cho người khác cái những cái biệt danh mà mình thấy nó không có xứng đáng với không, nhưng mà sự tôn kính đó, người dân mà gọi là bình dân đó lại thích những cái biệt danh như vậy, dễ nhớ lắm. Ví dụ như là Lion Hillary hay là Little Marco. Khó lòng chấp nhận. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bản tin thì liên quan đến cái vấn đề về cải tổ việc sử dụng năng lượng xanh và sạch đó, thì chính quyền Đức trong ngày hôm nay vừa công bố một cái bản tin và cho thấy rằng họ đang đi đầu trong cái lĩnh vực này, tức là họ đã giới thiệu về một loạt các cái đầu xe lửa hiện nay, và đặc biệt không phải chạy bằng dầu diesel, không phải chạy bằng năng lượng than đốt hoặc là bất kỳ một cái năng lượng nào khác, nhưng được sử dụng bằng năng lượng hydrogen. Và đây là có lẽ là lần đầu tiên trên thế giới cái loại xe lửa này, cái loại đầu tàu xe lửa được chạy bằng cái loại nhiên liệu hydrogen. Nó sẽ được phát hành ra tại thành phố Bremerford, khoảng 50 dặm về phía đông của thành phố Hamburg ở Đức. Và tổng cộng thì chính phủ Đức sẽ đưa ra khoảng 14 cái đầu xe lửa đời mới này, và nó sẽ phụ trách cho tất cả các cái tuyến đường đi lại hiện nay bằng xe lửa, bằng đầu tàu lửa chạy diesel hiện nay, và dần dần nó sẽ thay thế tất cả. Hiện nay thì bắt đầu người ta giới thiệu ra khoảng 5 cái đầu xe lửa này sẽ bắt đầu những cái chuyến tuyến đường mà các xe lửa chạy diesel hiện đang thực hiện. Và từ đây cho đến cuối tháng 9 hoặc là tháng 10 thì tất cả những đầu xe lửa đó sẽ được thay thế bằng các đầu xe lửa chạy bằng hydrogen. Hiện nay thì tất cả những cái đường mà xe lửa ở tại Đức đó thì nó có khoảng bao phủ khoảng 621 dặm trên toàn quốc. Và như vậy đó thì các cái xe lửa này nó có thể, một cái chuyến đi của nó có thể kéo dài đến 620 dặm. Như vậy là nguyên một cái ngày thì nó chỉ xài có một bình nhiên liệu hydrogen mà thôi. Và cái điều đặc biệt là nhiên liệu này thì sẽ không phát khí thải, và nó bảo vệ cho cái vấn đề là sẽ không có thêm ô nhiễm môi trường khi mà người ta sử dụng hydrogen để làm nhiên liệu cho các đầu tàu xe lửa tại Đức. Thưa quý vị, trở lại với bản tin sáng sớm ngày hôm nay là tin tức liên quan đến vấn đề phá thai tại tiểu bang Tennessee. Luật mới của vấn đề ngăn cấm hay là hạn chế phá thai tại tiểu bang Tennessee được đi vào áp dụng trong ngày thứ năm hôm nay, và hầu hết những ca phẫu thuật phá thai sẽ được cho là những hoạt động phi pháp trong tiểu bang này, ngoại trừ cái trường hợp rằng là tính mạng của người mẹ bị đe dọa mà thôi. Thống đốc của tiểu bang Tennessee cho biết rằng là ông hy vọng tất cả các công tố viên tiểu bang phải thi hành luật mới của tiểu bang này. Tuy nhiên cái đó không có nghĩa rằng là nó xảy ra như vậy. Một số các chánh biện lý tại địa phương cho biết rằng
cái việc mà gọi là đi truy tố các bác sĩ thi hành các ca phẫu thuật phá thai không phải là những ưu tiên hàng đầu của họ trong vấn đề mà gọi là quyết định là truy tố ai và không truy tố ai. Dựa theo luật mới của tiểu bang Tennessee, thống đốc Bill Lee cho biết rằng là quan trọng nhất là chúng ta phải bảo vệ những sinh mạng này. Đó là lý do tại sao mà luật này được thiết kế và được ban hành. Tuy nhiên, những người khác bao gồm luôn kể cả giám đốc điều hành của tổ chức Planned Parenthood of Tennessee và cũng như là Mississippi cho biết rằng luật này sẽ khiến cho các bác sĩ phải hồ nghi hay là do dự với quyết định của mình. Dù rằng là họ đã có những cái vấn đề mà huấn luyện chuyên môn về vấn đề y tế, nhưng vì họ sợ là nếu mà chẩn đoán không đúng 100% đó thì họ có nguy cơ bị buộc tội và bị ngồi tù. Cho nên rằng là đây cũng là, quý vị thấy là những tiểu bang đỏ hay là những tiểu bang có khuynh hướng bảo thủ trong thời gian gần đây đều thông qua một loạt các luật lệ hạn chế phá thai. Vâng, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thứ năm thì California sẽ có ra một cái chương trình mới, sẽ cấm bán xe mới chạy bằng xăng năm 2035. Chúng ta sẽ không mua được một chiếc xe hơi mới chạy bằng xăng tại California vào năm 2035. Tuy là từ đây cho đến năm đó thì còn hơn 10 năm, nhưng sẽ có một biểu quyết diễn ra vào ngày hôm nay thứ năm 25 tháng 8 ở tại tiểu bang California. Đây là một bước tiến đến của chính quyền tiểu bang nhằm zero hóa khí thải của tiểu bang. Và Hợp đồng Tài nguyên California, Hội đồng Tài nguyên California hy vọng là biện pháp này sẽ được thông qua. Nếu như cuộc bỏ phiếu được thông qua thì đây sẽ là một giải pháp hiện thực so với mọi nơi trên toàn cầu. Và điều này sẽ có một tác động lớn đến ngành công nghiệp xe hơi ở tại Hoa Kỳ. Nhất là trong việc mà người ta hiện nay đang sử dụng xe và ngày càng sử dụng nhiều rồi, quý vị nhìn thấy trên màn ảnh. Hiện nay các con đường xa lộ lớn ở trên California đều phải trên California, nhưng mà là vì California là nơi đông đúc cư dân, chứ còn trên toàn quốc thì những cái cảnh tượng như thế này chắc là cũng rất là quen thuộc với mọi người. Người ta thấy là cái việc sử dụng xe hơi có chiều hướng hiện nay ngày người ta đang chuyển sang cái cách để sử dụng xe hơi điện nhiều hơn. Tuy nhiên cái việc mà nếu như không đưa ra một cái quy định chặt chẽ như thế này thì người ta vẫn tiếp tục vừa xài xe điện, vừa chạy xe hơi, chạy xăng đó. Thì riêng ở California sẽ đưa ra cái quy định là đến năm 2035 sẽ không còn hãng xe hơi nào sản xuất các loại xe chạy bằng xăng. Tuy nhiên chúng ta phải có rất nhiều các cái việc làm từ đây cho đến năm 2035. Thì thống đốc California sẽ ký một cái sắc lệnh để buộc tất cả các loại xe mới bán ra năm 2035 sẽ bị ràng buộc bởi các cái chính sách gọi là zero hóa khí thải của tiểu bang. Thưa quý vị, một quân nhân của nước Mỹ đã bị thương trong một vụ bắn hỏa tiễn ở tại Syria vào ngày thứ Tư hôm qua. Một loạt các hỏa tiễn được bắn vào các căn cứ quân đội của quân đội đồng minh ở tại Syria, trong cái việc mà nhiều người cho rằng là đây là cái cách mà phản ứng việc Hoa Kỳ đã bắn vào một loạt các tổ chức do chính phủ Iran hỗ trợ trong vùng này. Thì trong cái vụ mà gọi là bắn hỏa tiễn vào ngày hôm qua, một quân nhân của Mỹ đã bị thương, tuy rằng là bị thương nhẹ thôi, và một loạt các người khác thì cũng đã bị ảnh hưởng bởi những loại hỏa tiễn này tại Syria trong ngày hôm qua, thưa quý vị. Trở lại với vụ việc xả súng hàng loạt ở tại trường tiểu học Rob ở tại Uvalde, Texas vài tháng trước, thưa quý vị. Trong suốt thời gian vừa qua thì hội đồng thành phố này vẫn đang tiếp tục để họp và họ đang đưa ra những cái quyết định là liệu có nên để sa thải cựu cảnh sát trưởng của tờ khu vực này là ông Arredondo hay là không. Thì ngày hôm qua trong một cái buổi điều trần thì người ta thấy là rất đông người đã đến để dự hội họp với hội đồng thành phố. Một cô bé gái đã lên đã đọc những cái lời yêu cầu của mình. Và cô này đã nói rằng tôi đã có một cái message, một cái thông điệp dành cho ông Peter Arredondo và tất cả những nhân viên công lực đã xuất hiện nơi cái trường học Rob vào ngày đó là hãy trả lại cái chức vụ của mình và hãy về hưu đi. Đó là những cái lời của cô bé này. Trong khi đó thì một số các cái phụ huynh của các em học sinh, những em đã tử nạn ở trong cái cuộc xả súng này cũng lên và chỉ trích hội đồng thành phố rất là nhiều. Và nói đây là đến lúc là chúng ta cần phải hành động ngay lập tức và cần phải sa thải cảnh sát trưởng Arredondo
là vì tất cả mọi người dân ở tại Uvalde khi nhìn thấy ông này vẫn còn nhẫn nhơ đó, thì người ta cảm thấy là người ta cái sự tử nạn của thân nhân của họ là không được tôn trọng cho lắm. Do đó mà cuối cùng thì hội đồng thành phố sau khi một buổi họp kín thì cũng đã đưa ra cái quyết định là sẽ chính thức sa thải cảnh sát trưởng Arredondo. Ngày hôm qua thì ông này đã không có mặt ở trong buổi họp. Theo như luật sư của ông này cho biết là ông ấy không cảm thấy thoải mái và không cảm thấy an toàn khi dự một cuộc họp như thế ở tại địa phương của mình. Trong ngày hôm nay, đài truyền hình CNN ghi nhận rằng là bên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có đến nhất là 12 giờ trưa theo giờ miền đông của Hoa Kỳ để mà đưa ra cái đơn hữu thệ cho biết rằng là dựa theo những bằng chứng hay là những nghi vấn có cơ sở nào mà họ đã đưa ra một cái rác tòa để mà khám xét tư gia của cựu tổng thống Donald Trump trong thời gian vừa qua. Chắc quý vị cũng còn nhớ rằng là vào những tuần trước thì Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã nói rằng là ông sẽ minh bạch hóa cái subpoena hay là cái search warrant này, cái affidavit, cái đơn hữu thệ là lấy lý do gì, nghi vấn gì, dựa theo những cơ sở như thế nào để mà xin tòa khám xét nhà của một vị cựu tổng thống. Thì chắc là phải đợi đến 12 giờ trưa mới xem được những cái đơn hữu thệ như vậy. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái vụ mà hỏa tiễn của Nga đã bắn trúng vào ga tàu xe lửa ở tại Chaplin ở Ukraine trong ngày hôm qua đó. Thì như buổi tin buổi chiều chúng tôi cũng đã thông báo, đã gửi đến cùng quý vị là Tổng thống Ukraine trong cái lúc đang chuẩn bị để đọc một bài diễn văn trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày hôm qua, thì ông cũng đã đưa ra ngay lập tức khi mà ông nhận được những cái tin tức báo là hỏa tiễn của Nga đã bắn trúng vào cái ga xe lửa Chaplin này. Và ngày hôm nay thì người ta đã đưa ra những cái tin tức mới nhất và cho biết rằng văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ít nhất là 25 người đã được xác nhận là thiệt mạng qua cái vụ không kích này từ phía Nga. Họ nói là trong số những người thiệt mạng thì có một đứa trẻ 11 tuổi và một đứa trẻ 6 tuổi và ít nhất là 50 người khác bị thương, và số người chết và danh sách thương vong có thể còn tăng lên. Và cái điều mà Nga pháo kích vào bằng một hỏa tiễn vào cái toa vào tầm cái ga xe lửa này đó, thì nó diễn ra vào ngày lễ mà Ukraine đang ăn mừng ngày lễ độc lập của họ, cũng như là đánh dấu 6 năm khi quân đội Nga tiến quân vào Ukraine. Bên cạnh đó thì người ta cũng đưa ra một số các cái ý kiến liên quan đến cái vấn đề này. Cho đến bây giờ thì ít nhất là có 200 người đã thiệt mạng, 200 binh sĩ đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng thực tế là họ đang tấn công vào các khu vực dự bị, quân sự dự bị của Ukraine chứ không phải vào ga xe lửa đó. Tuy nhiên, những cái thực tế là cho khác là họ đã làm hoàn toàn khác đi. Trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng biết là tin tức là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi những công dân Hoa Kỳ nên lập tức rời khỏi những cái vùng mà có thể là những vùng chiến sự, sau khi Nga có vẻ như là sẽ gia tăng một số các hoạt động quân sự của họ sau cái chết của Daria Dugina, là con gái của một cố vấn dân tộc chủ nghĩa cực đoan, người cố vấn chính của Tổng thống Vladimir Putin, bị thiệt mạng trong một vụ nổ xe hơi. Thì chúng người ta đang chờ đón là Nga sẽ còn có nhiều cái hoạt động quân sự trong những ngày kế tiếp. Và thưa quý vị, sau đây là một đoạn video của giám đốc cơ quan nguyên tử quốc tế Rafael Grossi trong một cuộc phỏng vấn cũng như họp báo, khi mà ông nói rằng là hiện nay ông đang rất gần đến đạt được một thỏa thuận với quân đội Nga trong việc mà cho phép ông này có thể tới để mà thị sát nhà máy nguyên tử Zaporizhia hay không. Nếu quý vị còn nhớ rằng đây là một nhà máy nguyên tử hạt nhân trước đây ở tại Ukraine, nhưng sau khi cuộc chiến bắt đầu thì quân đội Nga đang kiểm soát cái nhà máy này, và trong thời gian qua chắc chúng ta cũng đã nghe đến nhiều tin tức rằng là quân đội Nga dùng nhà máy này để làm một cái lá chắn để mà họ có thể pháo kích từ nhà máy này ra chỗ khác. Nhưng quân đội Ukraine thì không dám bắn trực tiếp lại vì sợ mà nếu mà bắn vào đúng cái chỗ mà pháo kích ra đó thì có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề mà gọi là lò nguyên tử hạt nhân ở tại đây. Và trong cái phần này thì ông Rafael Grossi cho biết ông hy vọng trong những ngày tới đây sẽ đạt được một thỏa thuận với Nga để mà ông có thể tới để mà thị sát nhà máy này. Và bây giờ kính mời quý vị cùng bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, như vậy là chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông qua
cái việc sẽ xóa nợ cho rất đông một số lượng những người hiện nay, những người học sinh đã từng mượn nợ để đi học. Cái điều này ngay lập tức ngày hôm qua thì nó đã gây ra một số các phản ứng, đặc biệt từ thượng nghị sĩ của Mitch McConnell, lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện. Ông đã cho rằng cái việc này là một cái việc tái phối trí lại cái tiền bạc một cách không có công bằng so với những cái lực lượng lao động trên toàn quốc Hoa Kỳ. Dĩ nhiên nó có một cái chênh lệch giữa những người đi vay nợ và những người không vay nợ. Ông đưa ra lý luận rằng có một số người đó, người ta đã tự chọn sẽ không đi tiếp tục con đường học vấn của mình là vì người ta không muốn mượn nợ. Thì những người này mà họ vẫn đi làm tiếp tục và họ vẫn sẽ phải đóng thuế. Và bây giờ thì khi mà xóa nợ cho những học sinh thì cái điều này là cái điều không công bằng đối với một số các nhân vật khác. Bên cạnh đó thì một số các đảng viên Cộng Hòa cũng đưa ra những cái lập luận của mình và nói rằng điều này nó chỉ có lợi cho những người ở giai cấp trung lưu của Hoa Kỳ, những người có thu nhập cao lại bây giờ lại được nhận thêm một số các cái khoản trợ cấp xóa nợ. Tuy nhiên ngay lập tức thì bà Susan Rice là cố vấn về chính sách của Hoa Kỳ, của Tòa Bạch Ốc, cũng đã lên tiếng và nói tất cả những cái chương trình này sẽ cung cấp những cái số xóa nợ này đó, dành cho những người cá nhân có thu nhập dưới 75.000. Tuy nhiên là trong văn bản là 125.000 cho một người. Nếu như một cặp vợ chồng thì không quá 250.000 thì sẽ được xóa nợ. Và bên cạnh đó những ai là nhận cái tiền Pell Grant thì cũng sẽ nhận có thể lên tới được 20.000. Hay dở như thế nào? Nhiều người thì nói cái việc mà tung thêm xóa nợ này vào trong thị trường hiện nay nó sẽ làm cho tình hình lạm phát lại có thể là gia tăng. Và đây chính là có thể là những đợt dầu đổ thêm vào lửa cho cái vấn đề lạm phát hiện nay đang trở nên tồi tệ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi với vấn đề này cùng với Tyler Diệp sau đây. Vì anh Dũng muốn tôi nói theo cái ý nào đúng không? Em muốn thấy gì nói đó. Thấy gì nói đó. Trong những vấn đề đó thưa quý vị thì nó đều cũng có cả hai mặt cả. Cho nên thì bây giờ mình nói trước về cái vấn đề của những người mà gọi là không ủng hộ cái chính sách mà xóa nợ học phí cho các sinh viên đi. Thì thực sự là họ cũng có cái lý của họ. Lạm phát tăng cao có nghĩa rằng là chính phủ hay là người dân hiện nay đang xài quá nhiều tiền mà nguồn cung cấp hàng hóa không đủ để mà cung ứng cái nhu cầu xài tiền của xã hội. Thì nếu mà chúng ta xóa nợ cho những người từng vay tiền học phí để mà đi học, khi mà chúng ta xóa cái nợ này thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn và có thể là họ tiêu xài nhiều hơn. Nó sẽ thúc đẩy cái việc lạm phát trở nên trầm trọng hay là kéo dài hơn. Thì cái đó cũng là một cái sự lo âu nó hợp lý. Không biết như vậy anh Dũng có thấy là nó hợp lý hay không? Hợp lý là vì tôi từ đã từng nghe rồi, cứ là nói là trong khi mà tình hình lạm phát là thiếu hụt hàng hóa mà chúng ta lại tiếp tục đổ tiền vào thì cái này là mình đã nghe từ lâu rồi. Người ta cho rằng hiện nay cái tình hình lạm phát là vì là có những cái đợt cứu trợ từ cái hồi đại dịch COVID-19 mà chính quyền đã cung cấp tiền, đổ tiền mặt vào quá nhiều, do đó nó là nguyên nhân của cái việc lạm phát hiện nay. Thì đó là cũng là một cái lập luận mà nghe thì nó cũng có lý. Cái lập luận thứ hai là về vấn đề công bằng. Tôi vẫn nói theo cái chiều hướng của những người phản đối cái chính sách này. Cái điều thứ hai là cái điều công bằng là sao? Là sẽ có một số người cho rằng là ủa sao kỳ vậy? Hồi đó tôi cũng là người nghèo, không có tiền đi học, phải vay nợ và phải vất vả làm việc gần 10 năm mới tích lũy được tiền để mà trả hết cái khoản nợ này. Tại sao cái thời của tôi không có xóa nợ cho tôi mà bắt tôi phải đi làm việc trong gần 10 năm để mà xóa những cái nợ này, rồi bây giờ những cái người khác họ lại hưởng một cách như là miễn phí như vậy, hưởng free như vậy. Cái đó nó không công bằng cho tôi. Tại sao tôi phải chịu cái nợ của những người này? Thì cái đó cũng là một cách mà một số người cho rằng là luật này không công bằng. Rồi bây giờ đi ngược lại về cái nói theo cách của Tổng thống Biden hay là của phe cấp tiến đi. Thì theo Tổng thống Biden đó, mà cái này là ông Biden cũng bị phe cấp tiến làm áp lực để mà đưa ra cái việc xóa nợ. Thì bên cấp tiến những cái người mà như mà trong cái khuynh hướng giống như là bà AOC hay là Bernie Sanders đó, thì họ nói rằng là 10.000 miếng kim này giống như là chỉ muối bao biển thôi, nó không có xi nhê gì cả. Họ muốn là phải xóa nợ một là hoàn toàn triệt để, không cần biết rằng là nợ bao nhiêu là phải xóa hết. Thì cái đó là cái lập luận phe cấp tiến. Tổng thống Biden bị kẹp ở giữa, cho nên rằng là trong tuần này ông mới đưa ra chính sách, hễ mà quý vị nào mà đã lỡ vay nợ của chính phủ liên bang qua cái chương trình Pell Grant đó
thì sẽ xóa lên đến 10.000 Mỹ Kim, nhưng mà phải điền một số đơn kiện chứ không phải là tự nhiên để mà xóa. Thì theo ông là đối với những người nào mà đã không có tiền, lỡ vay nợ, làm đi làm với mức lương không cao, đi làm nhiều năm rồi mà không trả hết được cái món nợ này, tại vì cái tiền lãi nó cứ chồng chất với nhau đó, thì ông nói rằng đây cũng là một cách để mà cho những người này có một cái cơ hội để mà dễ thở hơn trong thời gian tới, nếu mà ông giúp cho những bạn trẻ xóa được cái nợ lên đến 10.000 Mỹ Kim. Và ông cho cái giới mà gọi là có thu nhập thấp có một cái cơ hội hay là một cái lộ trình để mà leo lên cái middle class. Tại vì nếu mà họ không có cần bận tâm đến chuyện mà gọi là trả nợ học phí, thì những cái đồng tiền mà họ tiết kiệm được hy vọng có thể được đi vào trong cái quỹ tiết kiệm, sau này có thể mua nhà, dùng đó để mà trả bớt những cái hóa đơn, những cái bill credit card khác, dùng cái số tiền đó để mà chi vô những cái việc khác nó thiết thực hơn là phải cứ trả nợ theo cái tiền lãi của chính quyền liên bang, những món nợ mà nhiều khi 5-6 năm trước đây họ đã lỡ họ vay, và bây giờ họ trả không biết là chừng nào mới trả hết. Tại vì chưa trả hết được nợ nhà thì rất là khó để mà vay những món nợ khác để mà mua xe hơi, hay là chúng tôi xin lỗi, nếu mà không trả hết được cái tiền mà nợ học phí đó thì khó có thể vay được những cái nợ khác để mà mua những thứ như là xe hơi hay là nhà. Thì đó là cái lập luận của Tổng thống Biden. Cho nên là về vấn đề này nó không có cái gì mà gọi là đúng một cách tuyệt đối hay là sai một cách tuyệt đối. Nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi người. Nếu quý vị là những người mà nằm trong cái diện mà gọi là được xóa nợ 10.000 Mỹ Kim đó, thì dĩ nhiên là quý vị sẽ rất là thích. Hay là nếu quý vị có con cái và đang trong cái tình trạng này, thì đối với gia đình của quý vị, trong tuần này là một cái tuần mà có tin tốt. Tại vì chỉ trong vòng điền một số các đơn từ chứng minh rằng là mình có thu nhập thấp và đã vay nợ chính phủ liên bang, thì mình có thể xóa được cái nợ. Thì cái đó là cái chuyện tốt cho cái Pell Grant là nợ của chính phủ liên bang. Vâng. Chúng tôi đến chính là cái Pell Grant là cái khoản tiền vay nợ của chính phủ liên bang. Thì chỉ có Tổng thống Biden mới xóa được cái nợ này. Nhưng mà thí dụ quý vị lỡ mà quý vị vay nợ của những ngân hàng tư nhân hay là những tổ chức tư nhân mà để đi học đó, thì chính phủ không có cái quyền để mà xóa những cái nợ này. Quý vị phải tiếp tục trả nếu quý vị nằm trong những cái trường hợp đó. Thì trong cái chính sách của tuần này liên quan đến vấn đề xóa nợ 10.000 Mỹ Kim trong Pell Grant, nó sẽ có lợi cho những người nào mà được ảnh hưởng tốt. Còn những người nào mà nghĩ rằng là rất tiếc tôi đã lỡ trả hết cái nợ này của tôi mấy năm trước đó, thì không có cái vụ là đi ngược lại để mà gửi tiền lại cho quý vị để bồi hoàn lại, phải không? Dạ vâng. Là ai đã lỡ trả hết rồi thì thôi. Thì thôi. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là vấn đề này sẽ còn nhiều tranh cãi trong những ngày sắp tới, và chúng ta sẽ xem hiệu quả của nó sẽ như thế nào, có giống như những lời cáo buộc rằng nó sẽ gây cho tình trạng lạm phát tồi tệ hơn hay không, hoặc là nó sẽ làm cho những cái vấn đề xã hội hoặc là vấn đề lạm phát nó trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ chờ xem. Tuy nhiên, trở lại một chút, là trong ngày hôm qua, ngay lập tức thì con trai trưởng của cựu Tổng thống Donald Trump là ông Donald Trump Jr. cũng đưa ra những cái lời công kích đối với cái quyết định này của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Nói đây là những cái hành động mà làm cho cái tình hình nó có vẻ gay cấn thêm. Và đây chắc có lẽ là cũng bị chạm, là vì cái vấn đề ngày xưa thì Trump University đó cũng đã có cái vấn đề là cho học sinh đi học rồi sau đó là không có cung cấp đầy đủ các cái tín chỉ này kia khác nữa. Thì lúc đó chắc mọi người đều còn nhớ cái vụ việc đó. Do đó mà ông cũng nên nói về liên quan đến vấn đề này, thì ngay lập tức ông ấy đã nhận được những cái gọi là những cái phát đại pháo bắn vào để mà xuyên tạc cái ý tưởng của ông Donald Trump Jr. Ngày hôm qua đã trên Twitter, trên Instagram rất là sôi nổi đối với vấn đề đó. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn phần phân tích của Tyler Diệp, cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Tap Tap Send, ứng dụng gửi tiền an toàn về Việt Nam, nhập mã VF Today nhận ngay $30. Raluma Summer Sale kem trị nám, mua ngay với giá đặc biệt không ngờ, xài Raluma để được trẻ mãi không già. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh đổi thẻ xanh thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Gem soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Tại ngày app Top Top Send.
chuyển tiền nhanh chóng, không sợ mất phí, dễ dàng sử dụng. Nếu quý vị trên 25 tuổi thì cần phải bổ sung collagen mỗi ngày. Đây là một loại collagen từ Japan, có thành phần long pepper để giúp kiểm soát và cân bằng lượng đường trong máu, rất tốt cho những người bị tiểu đường. Và collagen Japan lại còn có hàm lượng peptide 6.000mg, vì thế lại tốt cho xương, khớp, da và móng tay. Vâng, khi mà tuổi càng lớn thì lượng collagen càng bị mất đi, vì thế chúng ta cần bổ sung bằng cách một ngày có chúng ta cần một cái chai collagen Japan này. Và các em nhỏ thì sao? Các em nhỏ mà từ 2 tuổi trở lên biếng ăn, cơ thể cần calcium để mà phát triển chiều cao và trí tuệ, mỗi ngày cũng cần một chai collagen của con nít đây. Và cái giá thì là một hộp 90 đồng gồm có 10 chai. Hôm nay quý vị mua 2 được tặng 1. Ngày hôm nay mua 2 tặng 1. Và số điện thoại là 714-855-9500. Dân Karaoke, tổng đại lý phân phối sản phẩm Mango Taiwan và BAK Nhật Bản. Kinh nghiệm 10 năm ghép dàn âm thanh karaoke. Dàn karaoke cao cấp BAK Nhật Bản âm thanh cực hay, bảo hành 2 năm. Dàn karaoke Mango Taiwan giá rẻ hấp dẫn, âm thanh chuẩn mực. Hệ thống karaoke JBL Hoa Kỳ đẳng cấp hàng đầu, bảo hành 9 hãng. Gia Hưng Karaoke phân phối sỉ và lẻ. Thiết bị âm thanh BAK Nhật Bản và Mango Taiwan trên toàn nước Mỹ, miễn phí vận chuyển. Gia Hưng Karaoke tọa lạc tại 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida. Điện thoại 407-704-6970. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì có thể xanh giờ này. Công ty thẻ xanh chuyên môn bảo lãnh sẽ giúp quý vị sớm đoàn tụ bên người thân. Cảm ơn quý thân chủ ở khắp 50 tiểu bang đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho công ty Thẻ Xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em. Châm ngôn của công ty Thẻ Xanh là uy tín, trách nhiệm, lương tâm. Lưu ý, công ty Thẻ Xanh có văn phòng tại quận Nhất, quận Tân Bình, Huế và Đà Nẵng gần sân bay quốc tế. Văn phòng Thẻ Xanh không phải là văn phòng luật sư. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-766-3345, 714-766-3345 hoặc vào congtythexanh.com. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giác cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của sòn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%. Và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói. Bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carats. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim. FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.